Cú xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mình sẽ quay trở lại với con ạc level 30. Và con ạc này thuộc server 527. Và hiện tại là đã gộp chung với cụm server 550 nha mọi người. Bạn top 1 là bạn yêu em. Rồi bạn top 2 là sắp bỏ game ấy. Và nói chung là đây là một cái server mà chứa rất là nhiều các bạn F cấp khủng luôn. Nói chung là chứa rất là nhiều các bạn F cấp 2X, 3X, 4X cũng có. Điều lực chiến khá là cao luôn, rất là đông anh em chơi nha các bạn. Đây, nói chung là server nào còn lo được vài người, tức là server đó còn đông. Còn các bạn mà về những cái server như là cụm 1 hay là những cái cụm mà cũ một tí xíu á, có đôi lúc mà Cú online để giao dịch trung gian hoặc là có thể online để mà giao lưu với mọi người á, thì Cú không thấy ai lo luôn ấy các bạn. Khá là vắng vẻ luôn. Thì bây giờ là Cú sẽ show full con ạc này like cho mọi người xem. Và hiện tại con ạc này Cú đang rao bán ở Zalo và Facebook. Thì khoảng 2 tuần nay thì nói chung là cả chủ ạc và Cú thì rất ít online ạc này luôn. Nó vừa hết hạn hết những cái món đồ sáo rồi, thành ra là Cú phải thay cho mình những cái món đồ khác. Nhưng mà cái gu của Cú thì không phân biệt đồ sáo, hộ giáp 72, mà Cú chỉ cần đẹp là được. Thành ra là mình quyết định mình bận cho nó cái áo mùa đông yêu thương này nha mọi người, là chỉ số 5 và hộ giáp 60 thôi. Cái nón thì cũng vậy luôn. Ở bên đây thì chúng ta có cái đồ sáo của nữ rồi đây. Đó chính là người đẹp dưới chăn nha. Hộ giáp 72 và thuộc 96, tuy nhiên thì cũng không mang vào. Thì trước khi mà show full thì cũng nói rõ cho các bạn biết, thì đây là một con ạc liên kết Zalo server 527 thuộc server 550. Và con ạc này khi các bạn giáp full giáp vàng, áo nón và búa lên, và cả các bạn thay vào đó là áo sáo hộ giáp 72, nón sáo hộ giáp 72, thì lực chiến max của nó sẽ là khoảng 182k lực chiến nha các bạn. Chứ không phải hiện tại bây giờ thì do là hết hạn và không có ai chơi cho nên là không có giáp vàng lên, để tránh tình trạng là uổng đá giáp vàng lắm. Tại vì kiếm thì cũng cực chứ không phải dễ kiếm, cho nên là không ai chơi cho nên không giáp. Và lực chiến hiện tại của nó khi mà các bạn full gold này kia max đồ là 182k. Bây giờ thì Cú sẽ show full cho mọi người xem về con ạc này. Thì đây là một con ạc F cấp và lực chiến của nó khá là cao so với tầm level của nó, cho nên là giá thành của nó sẽ cao hơn những con ạc F cấp tầm 130-140. Thì nó sẽ rơi vào độ khoảng là nửa giá con ạc này thôi. Tại vì các bạn phân biệt giùm mình là khi mà mọi người đã mát hết những cái tính năng cơ bản, những cái phụ kỹ năng cơ bản ấy, thì hầu như là các bạn nhích lên lực chiến nó rất là khó, cho nên là hơn nhau 10k 20k lực chiến là giá thành của nó đã tăng lên rồi. Là mong mọi người nếu như mà bạn nào ưng ý và các bạn muốn mua thì các bạn liên hệ với Cú, thì khi mà mình báo giá hợp lý thì các bạn có thể mua, còn nếu như không hợp lý thì các bạn có thể bỏ qua giùm mình. Chứ các bạn đừng quá gay gắt nha. Ở đây thì Cú không ép buộc ai phải mua với giá mình đưa ra, và cũng không ép buộc bất kỳ ai phải mua, phải báo giá là phải mua, hay là ghép là phải mua, hỏi là phải mua này nha. Tất cả đều là công bằng, ok. Các bạn hỏi giá thì mình báo giá đối với tất cả mọi con ạc mà bên MR Cú bán luôn. Thì khi các bạn hỏi giá mình báo giá ra, ok thì các bạn hốt về chơi, các bạn mua. Còn không ok thì cứ vui vẻ thôi, chờ những con ạc khác. Chứ các bạn đừng có quá gắt hay là chửi bới này kia. Tại thật sự thuận mua vừa bán, không ai ép được ai cả nha các bạn. Thì bây giờ là Cú sẽ show full lại cho mọi người xem. Thì con ạc này sở hữu cho mình là một vòng tay Venus cộng 7 nè, và một vòng tay Venus cộng 6. Ở bên đây là một hạnh phúc cộng 7 và một cái nhẫn thường là nhẫn cỏ may mắn cộng 7 luôn. Và VIP Ares chắc chắn là VIP Ares 58%, và nhẫn kim cương thì cũng đã cộng 5 rồi nha các bạn. Và về phần vũ khí thì chúng ta đang sở hữu cho mình là wow búa nè, rồi super karaoke, wow ná gà, super vi tiêu và super pháo. Thì đây là một trong những cái vũ khí hiện đang sáng lên, đó chính là super pháo nè, super vi tiêu và super karaoke thì đã vĩnh viễn. Và wow búa và wow ná gà thì các bạn sẽ gia hạn là 5.000 xu thường hoặc 5.000 xu khóa cho 30 ngày sử dụng nha. Về vấn đề gia hạn này, nếu như mà thật sự bạn nào than phiền về vấn đề gia hạn nó quá nhiều hay là tốn kém này kia, thì Cú thật sự các bạn nên né luôn hẳn những con ạc chứa wow ra, các bạn đừng hỏi giá nữa. Bởi vì khi mà các bạn hỏi giá, mục đích của các bạn hay là chê hay là lý do, cái đó chỉ là lý do các bạn nói là gia hạn búa gia hạn, hay là wow búa ngài, hay là wow ná gà ngài, hay là những cái wow ngài này gia hạn rất là mệt, rất là tốn kém. Đó là những cái lý do cho mọi người muốn chèn giá xuống thôi. Cú nói thật,
Chứ nếu như mà các bạn muốn chơi một cách hợp lý ấy, là tại sao chủ trước người ta lấy được những cái cây wow này 2-3 triệu cho một cây mà người ta không than phiền, thì ok, người ta giàu người ta có quyền người ta lấy không than phiền. Còn đối với những bạn mà bình dân như cú hay là chơi mà kiểu như theo kiểu tiết kiệm ấy, thì các bạn làm ơn mỗi tháng các bạn bỏ ra 100.000 thôi, vào ngày có sự kiện khuyến mãi gì đó thì các bạn nạp vào cái thẻ tháng này giùm mình. Đây cái phần thẻ tháng này đây Toàn rồi. Đây cú đưa cái ứng dụng quay màn hình vào cái phần thẻ tháng này đây. Thì vào những ngày khuyến mãi các bạn nạp cái mốc thẻ tháng này ở trong web duy nhất của GameZin luôn, chứ không phải riêng về Gunnymobi, đó chính là bay.zin.vn nha. Đó là cái web nạp duy nhất, còn những web khác là web lừa đảo nha, mọi người cẩn thận giùm mình. Thì khi vào nạp Gunny thì các bạn sẽ có hai phần là nạp xu và nạp thẻ tháng. Thì các bạn chọn vào nạp thẻ tháng và các bạn nạp đúng thẻ 100k thì mới được nha. Hoặc là bạn nạp bằng Zalo Pay thì nạp bằng Zalo Pay, thì các bạn sẽ kích hoạt cái được cái này lên, thì mỗi ngày mọi người sẽ nhận được cho mình là 200 xu khóa. Một tháng các bạn sẽ nhận cho mình là 30 ngày. Tức là các bạn kích hoạt lên thì các bạn sẽ được 30 ngày đi cho dễ hiểu, để một tháng các bạn lại cải nữa. 30 ngày thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận 200 xu khóa, tương đương 30 ngày các bạn sẽ nhận được là 6k. Và các bạn gia hạn cho mình là cây wow búa hoặc là wow ná gà này thì chỉ 5k xu một tháng thôi, 5k xu khóa một tháng thôi, thì các bạn còn dư hẳn 1k luôn. Mỗi tháng mà các bạn than mình không có 100k để nạp thì thôi, các bạn nói thật sự các bạn đừng chọn những con ạc có wow ngày để các bạn chơi luôn. Chứ bây giờ mình cũng không biết chỉ bạn cách nào nữa. Người ta đã lấy sẵn rồi, việc của chúng ta là mỗi tháng bỏ ra 100k, vừa được nạp ăn khuyến mãi nè, rồi vừa có xu nè, rồi vừa kích hoạt được thẻ tháng để có thể đảm bảo gia hạn vũ khí wow hàng tháng rất là dễ dàng và rất là hợp lý và không tốn kém luôn nha mọi người. Bây giờ thì cú sẽ tiếp tục. Còn vấn đề đó bạn nào không hiểu thì cứ inbox cho cú qua Zalo giùm mình. Ở đây thì phần thời trang các bạn cũng thấy rồi, nhìn rất là mỏng manh, mọi thứ nó đều hết hạn cả các bạn, tại vì thứ 6 cứ quên vào để mua. Thì ở đây là quan trọng nhất là chúng ta còn 100 cao su nữa nè. Đấy, 100 cao su này thì các bạn quẩy sự kiện, quẩy gì quanh cũng cả tháng mới hết, chứ cũng không phải đơn giản đâu nha. Nếu như mà ai xài tiết kiệm như cú ấy, dám chừng 100 cao su này xài mấy tháng trời chưa hết ấy, chứ đừng đùa. Cứ để như thế vậy thì cũng đâu có thua ai đâu. Còn ở đây là phần đạo cụ nha các bạn. Phần đạo cụ thì ở đây chúng ta còn 8 cái chong chóng xây gió, nhưng mà không cần thiết nữa, tại bộ ngọc chúng ta cũng đủ rồi. Wow, 99 cái mảnh Alexka gì nè, bét mới ấy. Đây, đá giác vàng thì vũ khí chúng ta còn 2.000 năm. Áo và nón thì 2K9 và 3K1 nha các bạn. Đá cường hóa còn khá là nhiều. Thuộc tính thì hiện tại là 83%, hồi phục là 22K, tấn công là 7K và phòng thủ là 10K. Thì đối với con level 30 như thế này ấy các bạn, là nó rất là cao rồi. Cho nên là mọi người đừng đòi hỏi quá nhiều nữa. Đây, phần ngọc thì chúng ta có một cái hạt nhân cam rồi, và một cái phong ấn tím nha. Tiếp tục là phần bét thì hiện tại đang sử dụng bét Phượng Hoàng level 70 và mát đột phá 21k máu, còn dư 164 mảnh luôn. Bét thu thì cũng như vậy nha các bạn. Bét thu thì cũng đã level 43, bét rồng thì 45 và còn 6.000 mấy máu. Nói chung thì mấy con bét này đột phá cũng khá là cao. Tiếp tục là đá chúc phúc thì là vũ khí level 10, nón level 9, áo level 10 và trợ thủ level 9 nha các bạn. Đá khảm thì hiện tại con ạc này là 3, 6, 9, 10. Đã được 11 viên đá khảm 12 và còn 4 viên 11 thì ở bên túi chúng ta cũng còn mỗi loại là khoảng 2 viên 11 hết rồi các bạn. Đây. Và thần khí là bậc 6.1 nha. Tiếp tục là vật tổ là 26, 27 và 26. Và tiếp tục là thám hiểm danh trại thì hiện tại là đã max level 50 nha các bạn. Thì ở đây là cú cũng đã show full con ạc cho mọi người xem rồi. Và nếu như bạn nào ưng ý thì liên hệ ngay trực tiếp với cú qua số điện thoại hoặc là Zalo để mua con ạc này. Ngoài ra những bạn nào muốn mua ạc tầm trung giá 1, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu gì đó thì các bạn cũng liên hệ trực tiếp với cú qua Zalo để các bạn có thể tham khảo nhiều con ạc mà cú đang bán hơn ở bên Zalo nha.
Còn Facebook thì mình rất là ít khi nào đăng bán ạc ở trang Facebook, chỉ tập trung bên Zalo, tại vì khách hàng của mình ở bên Zalo rất là nhiều, cho nên là đa số thì Cú chỉ up ở bên Zalo thôi. Thì Cú xin chào tất cả các bạn và chúc mọi người là có một ngày mới chơi game vui vẻ. Và bạn nào cần nạp mốc, cần giao dịch trung gian, cần mua thẻ game, tất cả các loại game, và cần bán hộ hay là mua những con ạc kênh Nimobi thì các bạn liên hệ với mình qua Zalo. Nếu bạn nào thật sự cần gấp thì alo trực tiếp vào số điện thoại, mình sẽ ghép các bạn nhanh hơn nha. Còn các bạn gửi kết bạn thì sợ là khoảng 30 phút hoặc là 1-2 tiếng thì mình sẽ chấp nhận sau, tại vì không có cầm suốt được các bạn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn các bạn ở video sau.